Chiều nay món khô quẹt cho nên là toàn bộ sẽ là đồ luộc. Rồi sau cùng là cho hành phi vô mọi người. Đó. Ôi quá trời củ qua luôn nè mọi người ơi, chắc chiều nay chẳng phải thu hoạch đó. Thu hoạch đặng nó mới nuôi mấy trái nhỏ, lên cái bông sao nó mới lớn lên được. Đó, cái nó đu đưa trong gió vậy đó mọi người. Đây, mọi người thấy trên đầu Trâm là một gừng khủ hoa luôn, quá trời trái luôn nè mọi người. Nó đu đưa nữa trên đây nữa nè. Đó, nhiều lắm. Khổ hoa xanh rồi, khổ hoa trắng, khổ hoa mất nắng, khổ hoa đèo. Anh thấy em nghèo nghèo anh có thương em không? Đó. Nói chung là không cắt là nó sẽ bị già đó mọi người, là trong ruột nó sẽ thành màu đỏ luôn á. Đó. Ôi ôi thấy ham hết sức không? Khổ hoa. Mưa rồi mưa hết dù đêm buồn. Con phố vắng tanh, không ai về trong mưa. Trời ơi, cãi quá trời, bây giờ Trâm cũng sẽ nhổ một cây để luộc. Hôm nay chỉ làm món gì tớp mỡ khô quẹt nha mọi người, chấm rau luộc ha. Có mấy bạn hỏi là sao á Trâm không có cắt mà nhổ ăn, mình nhổ đặng chừa đất cho những cây khác nó lớn mọi người. Nếu mà mình vậy á thì cũng được, nhưng mà cải ăn rồi nó cũng già, cây nó to nè. Cameraman của mình nè mọi người, đó cây cải to cá xì tô luôn nè. Cây cải này là bây giờ nó vô bắt đầu cắt ra luộc. Chiều nay một món thịt khô quẹt thôi mọi người. Cây nó to nè. Đó, Trâm nói chiên bánh xèo nhưng mà phải tiễn đội quân ăn bánh xèo mới được. Vô coi đi. Cây lá cải nó to nè mọi người. Cải này là cải bẹ xanh. Chiều hôm nay kho quẹt thì Trâm còn tóp mỡ của mẹ Trâm cho đó mọi người. Đây, mẹ Trâm cho Trâm keo tóp mỡ còn nè. Bây giờ lấy ra làm giòn lại rồi kho quẹt. Đây là tỷ lệ 1:1 á. Nhưng mà Trâm không có xài kiểu giống như là do kho quẹt cho nên là Trâm để 6 muỗng nước mắm, nhưng mà chỉ có 5 muỗng đường thôi. Ớt, tiêu, dầu điều à. Trời ơi, ớt nè, chín quá trời luôn nè mọi người. Hái đặng bỏ vô đặng kho quẹt. Trời ơi, tóp mỡ này hôm Tết mẹ Trâm làm chả pate, mẹ em bán, mẹ em cho Trâm còn để lại nè. Đó, giờ thắng cho nó giòn lại, bắt đầu chắc lấy cái nước mỡ là mình lấy cái tóp thôi. Xong rồi cái nước mỡ để dành đem chiên cá. Chắc thêm miếng hành tím tươi nữa cho nó thơm mọi người. Trong thời gian đợi tóp mỡ giòn Trâm chắc cái này. Nó dính một cái lá cải. Đang nấu nước đun sôi đó, để vô Trâm luộc cải, luộc khổ qua nữa là chấm ăn được rồi. Ấy cha cha còn mấy cục này, cho miếng thịt ba chỉ vô nha mọi người. Đảo qua đảo lại một hồi cho nó ngon. Hồi đảo 47-49 lần, đầu cho cái hỗn hợp này vô mọi người. Đó. Nghe thơm rồi nghe. Rồi Trâm cho vài trái ớt chi mị vô. Nó ớt chi mị vô chứ không phải đâu mọi người, ớt Trâm trồng đó. Đầu cho ít hành tím vô cho nó thơm. Rồi đoạn này Trâm múc tóp mỡ Trâm bỏ lên. Tại vì đoạn này là tóp mỡ nó mới còn giòn. Mà Trâm là Trâm phái ăn tóp mỡ phải giòn giòn mới chịu. Đó. Cái món này là phải hành lá nhiều nó mới ngon mọi người ơi. Đó, em cho hành lá vô. Rồi sau cùng là cho hành phi vô mọi người. Đó. Vậy là xong cái chảo tóp mỡ khô quẹt. Tóp mỡ khô quẹt bà Trâm móc là mời bạn ăn nha. Tôi đây chưa ăn đâu, còn vô luộc rau nữa mọi người. Ôi là trời, quá trời hấp dẫn luôn bà con ơi. Bây giờ Trâm sẽ luộc cải trước. Trâm luộc cải xong rồi bắt đầu Trâm lấy cái nước luộc cải, Trâm luộc củ qua, cho vô miếng muối. Ui ui mời quý muối, sắc muối. Luộc ở nhà ăn cho nên là khỏi cần bỏ nước đá, nước gì cho mắc công đó mọi người ơi. Luộc riết ăn cơm đi mần về đói bụng hết bụng nội luôn rồi. Gió đưa cây cải về trời, gạo găm mở lại chịu đời đắng. Đó, vậy là gấp được rồi đó mọi người, chín rồi đó. Nhanh lắm, ăn đồ luộc là nhanh nhất luôn á, là cái món dễ nhất trên đời luôn á. Ai đi? Xí. Trời ơi trời, có ai chơi trốn tìm đâu mà chui xuống đây trốn hả? Ra đi con, ai đi ơi. Lucy đâu mất tiêu rồi. Hả, giỡn hả? Né. Thôi còn một em nữa đâu. Ôi, vô đây trốn hả trời, đi ra con. Đi ra nè. Trời ơi, có chỗ trốn lý tưởng quá trời, chui vô cái ghềm của tôi hả?
Cái kèm này là tôi mua trên Lazada nè. Đi ra. Đó, xong cái màn rau cải rồi tới cái màn khổ qua. Đây, khổ qua nãy Trâm cắt ra nè mọi người. Cái này mà dùng thịt chắc cũng ngon lắm ha. Nhưng mà không có dùng thịt đâu. Đó, vậy luộc vậy đó rồi. Thiệt á, biết quay phim giải trí mà cũng khó khăn nữa. Chị ơi sao em không thấy chị quay cái cảnh đó. Giờ tới cái đoạn vớt khổ qua, phải quay cái cảnh đoạn vớt khổ qua chứ không lại bị hỏi. Rồi, cái món này là dành cho mấy bạn không có mê ăn đắng nha mọi người. Ủa, dành cho mấy bạn ăn đắng được nha mọi người, chứ không mê ăn đắng là sẽ không có thích đâu. Con trai ăn thấy ngon không con? Hả? Ngon hả? Rồi hai đứa làm gì ở trong đó? Hả? Ngày xưa món này là món nhà nghèo á. Nói lộn chứ ăn vậy biết chừng nào giàu đó. Ăn như tớp mỡ quá. Rồi. Trời ơi, hấp dẫn ghê không mọi người. Trước chắc